súng của tôi đâu. Đây rồi, súng của tôi đây rồi. Nó chạy đâu? Hay lắm. Team Việt đấy, team Việt đấy. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Có một thì tức. Ai bắn anh vậy? Có một tức là sẽ có hai đấy. Đâu ta? Bắn đâu vậy? Hôm nay càng buồn đấy nhỉ? Buồn vãi cả trưởng. Bắn này nó không có hứng nha em ạ. Bắn nó phải đông đông cơ. Bắn nó mới thích. Bắn nó thương người không? Bắn nó cứ chán chán cái gì ấy. Bắn đông đông chết nó cũng thấy hấp dẫn hơn. Nghĩa sao đừng đông quá là được. Sao đừng gặp mấy bạn nhỏ bắn theo kiểu nghiến răng nghiến lợi có chết không phải gạt này. Lâu lâu delay stream á. Lag kìa. Lag đấy là do lolo live không phải do livestream mình vẫn đang xanh lè. Nghèo lắm, không có người nhảy vào nó nghèo. Phải có người nhảy vào cơ thì nó mới giàu được. Thôi đi thôi. Cái nghèo này bắn cái gì? Nghèo sao nghèo tái nghèo tê, nghèo rơi nước mắt, nghèo phê cả người. Không một bóng dáng ai luôn.
Lút đi em. Cái xe nổ chưa? Bắn cho nổ. À, xe anh bắn nổ rồi. Xe anh bắn nổ. Thơm luôn. Đấy, bảo mà đi cướp thính nó thú vị lắm anh em ạ. Xem còn đạn không? Còn đạn không thì trưng dụng đi. Thế chứng tỏ thằng này là thằng bắn flare gun. Sao ấy có tận 5 thằng nhở? À, một thằng bắn và bốn thằng này đến cũng có ý đồ cướp. Đúng rồi, bọn này định cướp. Rồi. Ok, đi thôi. Ô, con xe của tôi. Nó có một người thôi. Tránh ra. Lật lên. Trời đủ. Thôi xuống lấy con ở dưới này. Ui. Cả nồi. Căng vậy. Nhảy vu vơ mất. Tụt gần hết máu. Xem thính đi em, xem thính đi để anh đi lấy xe cho. Có nhìn thấy cục thính không? À thính kia. Lên. Nhanh. Có thính. Đây rồi. Cấp thính nào. Ơi, nhà này có người. Đây này, nhà này. Công vào anh em ơi. Giết. Nó vẫn ở dưới. Không có này. À, nhà bên cạnh hay sao ấy. Cẩn thận. Wow. Nó vào nhà. Hay này. Chết hết chưa? Lủng luôn này, bên này. Bên này em ơi. Đây rồi, trong nhà. Gãy đờ si miệng thư đâu nét 10 tỷ. Nó đâu rồi ta? Chết luôn rồi á? Nó nhảy ra ngoài à? À thế à? Ngon. Anh cứ tưởng là nó vẫn còn sống làm anh cứ tìm ngoài. Có xe. Nó dừng xe rồi, nó xuống nhà anh. Lên. Cẩn thận nhá mấy đứa. Cứ bình tĩnh thôi. Hay quá. Cẩn thận. Vào nhà anh á. Ok, để anh giải quyết thằng trong nhà. Không thấy, trong nhà anh không thấy. Rồi, xong. Láo nháo là không có được.
Mẹ thay cái khẩu thay đạn của khẩu M249 này nó mệt mỏi quá. Các bạn ấy thật là dại dột mà cứ lao đến đây như kiểu con thiêu thân vậy. Không nhỉ. Đi ra đường kiếm xe nào. Nhìn đi xem có xe không mấy đứa. À, đây xe hỏng mà. Ok, vòng ngoài xem. Đủ. Đủ. Đi đâu đây bạn? Hello. Đi xe bậy bạ thật. Đi qua cứ như là đi qua bạn ấy. Enemies ahead. Ôi, có chúng nó. Team nó. Ok, anh đã nhìn thấy rồi,
gì vậy? Thảm sát vãi nồi. Ui, M249 nó sấy tan hết cả nhà rồi. Thế này mà team 4 thằng cầm M249 thì nhà nào đỡ nổi. Kiếm 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 xe anh em đi tiếp. Có xe không? Có xe không? Bọn này có xe không? Như bọn này đấy có xe rồi. À có em ơi, đằng sau. Đây có xe này. Let's go. Xe hit luôn. Lại thả thính chỗ mình hay sao ấy. Anh nghĩ là khu nhà đối diện kia sẽ có người. Anh có linh cảm. Em có tin điều đó không? Đừng xuống nhá. Chỉ là check thôi. Không có rồi. Lên đồ check cái nhẹ. Không có người rồi. Bây giờ mình đi khua đồng này. Hình như trước mặt có này. À không phải. Nhìn nhầm đường bo. Đây có con buggy ở đây này. Dễ có người lắm này. Chúng ta sẽ đi khua xung quanh bo. Kiểu gì chúng nó cũng chỉ lanh quanh đây thôi à. Không đi đâu xa đâu. Có bao nhiêu team gọi là tay to mình giết hết rồi. Đây này, chúng nó sẽ ở đoạn nhà này này. Đấy nhá. Cốc. Ai gọi đó? Không có luôn. Đi đâu nhỉ? Trời ơi, giờ mà vẫn còn thính kìa. Bỏ đi. Xuống đổi xe em ơi. Hết xăng. À, vào căn nhà đối diện kia xem có người không này. Anh nghĩ là có đấy. Anh ngửi thấy mùi máu ở đấy. Đấy có. Cái con xe vàng dựng ở lưng đồi này có vẻ của mình không nhỉ? Xe cũng xe của mình. Đây rồi, nhìn rồi. Bắn bỏ mẹ đi em ơi. Sao lại xuống? Mày chạy này. Bắn cái gì vậy? Trời ơi, chưa đủ dầu hay sao mà vẫn còn lút vậy? Đi tiếp nào. Đi tiếp. Dình chúng nó. Bây giờ mình có lợi thế là mình có xe. Bọn nó không có xe đâu. Quay lại khu này xem có người không. Xem bọn nó có vòng vào khu này khi mà. Trông vắng thế nhở. Người ngợm đi đâu hết đấy. Còn tận xem nào, 4 thằng nữa cơ mà. Hình như anh nhìn thấy một thằng. Đúng nhở? Không phải rồi. Mày lấp đâu nhở? Để ý mấy cái nhà vệ sinh của anh ấy. Ôi, có người. Nhà vệ sinh. Dưới cống em ơi, dưới cống. Hết rồi. Như vậy là con đồng đội nó nữa. Đi khua đồng đội nó chỉ ở gần đây thôi. Đồng đội chắc chắn nó chỉ ở gần đây thôi.
100 đồng đội nó gần. Nó ở trong mấy cái nhà vệ sinh. Lên 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 lên, nhanh 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 nhanh. Đừng để cho nó kịp di chuyển. Này, anh sẽ đi thật chậm nhá, mấy đứa nhìn nhá, nhìn nhá, nhìn nhá. Các trong nhà vệ sinh không? Không dám ra rồi. Liệu rằng anh bảo rồi mà, anh nghi nghi có cái mùi ở trong nhà vệ sinh rồi. Hình như đầu này có người đúng không nhỉ? Đây thằng này mà mình vừa giết đúng không? Không đúng rồi. Anh cũng nghĩ vậy nhưng mà giờ nó không ra thì sao giờ? Không ra. Hút cái đệt. Được rồi. Mình sẽ lấy căn nhà vệ sinh ở giữa bo. Đó, anh. Tìm nó đi ạ. À đây rồi. Lấp với chúng tôi. Lắc kêu. Còn một thằng nữa thôi em ơi. Bây giờ chúng nó làm bụi hết rồi. Đâu đâu. Bắn. Thấy nó. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh đã nhìn thấy trước bọn em rồi. Mười tám kêu. Được đấy. Nhà vệ sinh nào mà chẳng có mùi á. Không, cái nhà vệ sinh mà có người nó sẽ có mùi khác. Mà được chụp mạng nơi các kết cả cái bản đồ.